Cái chủ đề của khóa tu này đó là lý tưởng và tuổi trẻ. Mình có thể suy nghĩ nhiều cách, lý tưởng và tuổi trẻ, nhưng mình cũng có thể ráp lại lý tưởng của tuổi trẻ. Như vậy thì cũng có nghĩa là lý tưởng của tuổi già. Tại vì người trẻ có lý tưởng, không lẽ người già không có lý tưởng? Vậy thì sống trong đời này ai cũng phải có lý tưởng đó. Lý tưởng là gì? Lý tưởng tức là những cái ước muốn, mà những cái ước muốn này nó mang lại hạnh phúc, thành công cho chính mình bây giờ và tương lai. Một người trẻ cũng phải có lý tưởng, một người già cũng phải có lý tưởng, người ở ngoài đời cũng phải lý tưởng, có lý tưởng, và người đi xuất gia cũng phải có lý tưởng. Tại vì mình không có lý tưởng đi xuất gia làm gì? Mình đi xuống vô chùa mình làm gì? Không lẽ mình ăn hết ngày? Không lẽ mình ăn rồi mình đi chơi, rồi mình đánh đàn, mình ngâm thơ, mình uống trà hết ngày sao? Không. Người đi tu có lý tưởng đẹp lắm. Lý tưởng của người tu là phải thành tựu được đời tu mình và giúp đỡ cho người khác. Thì các bạn ngồi đây, nếu không có lý tưởng các bạn đâu có đến đây. Các bạn có thể lý tưởng của các bạn mùa hè này là đi chơi, đi vacation, mà vậy mà các bạn có một lý tưởng là đến với khóa tu. Và mình thấy rằng á, ở đây mình 100-200 người mình cho là đông, chứ mình thấy Việt Nam không, các bạn trẻ mình đi tu một khóa tu vài ngàn người. Và khi mình thấy một cái khóa tu lớn như vậy đó, mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Tại vì mình biết rằng các bạn trẻ của mình bây giờ đã có một lý tưởng hướng thượng, hướng thiện. Có những người người ta có lý tưởng nhưng mà lý tưởng người ta hướng hạ. Mình phải có lý tưởng hướng thượng. Tại vì chỉ có lý tưởng hướng thượng, mình mới đưa con người mình đã tới chỗ thượng cao, đẹp và sống hạnh phúc. Trên đời này nếu không có những người có lý tưởng hướng thượng thì mình không có thừa hưởng được cái gì của họ hết. Ví dụ, một người có lý tưởng hướng thượng cho nên người ta mới nghiên cứu chiếc máy bay và tạo ra chiếc máy bay. Người ta có hướng thượng cho nên người ta mới nghĩ ra được, tạo ra được cái hệ thống internet. Người ta tạo ra được một cái iPhone. Người ta tạo ra được một cái laptop, một cái desktop, một cái iPad. Nếu những người đó không có lý tưởng thượng, dùng trí tuệ của họ để họ sáng chế ra, thì làm sao cả thế giới ngày nay được thừa hưởng những cái mà họ đã chế tác được. Cho nên mình phải nhìn những cái người mà người ta làm được việc lớn cho cả xã hội, cả thế giới, để làm gì? Để làm cái hướng cho mình. Cũng giống như mình đi trong đêm tối mà không có đèn, thì bây giờ mình định hướng từ đâu? Mình thấy chỗ nào có ánh sáng, hoặc là mình cái đèn xe của mình đó, nó rọi tới đâu thì mình sẽ đi tới đó. Bây giờ mình không thấy toàn bộ nhưng mình thấy được trước mắt thì mình sẽ đi. Ngày xưa khi quý thầy đến Edmonton này 40 năm trước thì ở đây không có chùa. Ở đây chưa có chùa. Và lúc đó Pháp Hòa chỉ mới có 12 tuổi thôi. Nhưng mà trong lòng có một cái quyết tâm rất lớn. Đó là mình muốn trở thành một người tu. Nhưng mà hiện nay ở đây chưa có chùa, chưa có người tu thì mình đi tu với ai? Thì lúc đó mình chỉ biết ở nhà mình tụng kinh, mình tự tu. Đến năm 1988 thì ở đây có một vị thầy đến định cư từ trại tị nạn, và Pháp Hòa đi theo vị thầy đó cho đến bây giờ. Và hai thầy trò thôi cùng với các Phật tử tạo dựng lên tu viện Trúc Lâm, tu viện Tây Thiên, nhà dưỡng lão tuổi hạ và những cơ sở khác. Như vậy nếu mình không có đi học nhưng mà mình có một lý tưởng sống, đó là lý tưởng mình làm lợi ích cho người bằng khả năng của mình. Cho nên ở đây chúng ta ngồi đây,
Không ai nói rằng tôi là người vô dụng. Một miếng vẽ nó cũng hữu dụng để lau bàn, mà tại sao mình có con người mà mình không có dụng được? Không được. Cho nên các bạn không nên suy nghĩ rằng mình là người vô dụng, và biết rằng mình luôn luôn nói với mình là người hữu dụng. Và dụng cách nào cũng được, nhưng ít nhất mình vẫn là người có thể sử dụng được. Giống như một cái miếng vẽ mà để lau bàn, lúc mình đổ một miếng nước tương, miếng vẽ đó rất cần, chứ ai đi lấy cái áo chùi đâu. Mặc dù cái áo để mặc rất quý, nhưng khi đổ nước tương thì miếng cái áo này không sử dụng được, phải sử dụng miếng vẽ. Nó là một cái chổi, nhưng cây chổi rất hữu dụng, tại vì nó không phải nó quét đất không, mà nó có khả năng nó đưa cái cây chổi vào bên trong của cái gốc, cái kẹt, để người ta bóc rác ra. Vậy thì khi người ta làm một cây chổi, nó có những cái dấu ngọn nhọn nhọn đó, không phải để bình thường, mà để giúp cho mình đưa những cái rác từ trong gốc ra. Bất cứ một cái gì trong thế gian này, mình nhìn nó cũng đều có cái chỗ dụng của nó. Ở đây có ai thấy người ta trang trí bằng cái cây khô không? Mình thấy cây khô mình vứt ở ngoài đường á, nhưng với cặp mắt của người có nghệ thuật, thấy không? Người ta lấy khúc gỗ khô đó, người ta làm ra được một tác phẩm. Ở chùa Trúc Lâm có một khúc gỗ mục, mà người ta dùng khúc gỗ mục đó tạo ra hình Đức Quan Âm và khắc một bài kinh ở trên đó. Bây giờ còn trưng ở trên tu viện Trúc Lâm. Vậy thì chúng ta ngồi đây, chúng ta có lý tưởng. Và lý tưởng này chúng ta thực hiện hay hơn nữa là tại sao? Là tại vì chúng ta có tuổi trẻ. Có nhiều lý tưởng chúng ta có, nhưng mà tuổi mình không cho phép. Như vậy mình ngồi đây mình hạnh phúc. Mình hạnh phúc là vì mình có tuổi trẻ và có lý tưởng. Và lý tưởng của các bạn là sống. Trước hết là quý vị, quý bạn phải thấy rằng mình có hai cái gia đình tâm linh. Đó là gia đình huyết thống, gia đình tâm linh. Huyết thống là ai? Là cha mẹ mình, là ông bà tổ tiên của mình. Cho nên mình phải thấy rằng mình có liên hệ với các vị, chứ mình không phải là separate, mình không phải là một cái người mà rời khỏi gia đình. Có thể một số các bạn bây giờ đang là học sinh, đang là sinh viên đi du học, xa cha, xa mẹ. Nhưng không có nghĩa là các bạn rời khỏi cái vòng tay thương yêu của cha mẹ. Không có nghĩa là các bạn rời khỏi cái ánh mắt dõi theo của cha mẹ. Và các bạn biết rằng dù các bạn ở đâu thì cha mẹ mình vẫn đưa ánh mắt về mình với tất cả tình thương. Thầy đã làm lễ đám cưới cho hàng trăm người trẻ. Nội cái mùa hè này không, mùa hè này không, là thầy có gần 20 cái đám cưới cho người trẻ không. Và lúc nào thầy cũng nhắc các bạn trẻ, các con đừng nghĩ rằng sau khi xây dựng hạnh phúc rồi là mình xong rồi đó, mình không có liên hệ gì tới gia đình hết. Không phải đâu. Cha mẹ sanh mình, nuôi mình, thương mình và mong mỏi mình có một người để mình lập gia đình. Nhưng cha mẹ vẫn theo dõi hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của cha mẹ. Sức khỏe của mình là sức khỏe của cha mẹ. Nhưng mình ít khi nào mình nghĩ ngược lại lắm. Mình ít khi nào mình nghĩ ngược lại là niềm vui của cha mẹ là niềm vui của con. Mình chỉ biết là niềm vui của mình là chính thôi. Không? Nhiều khi cha mẹ không muốn mình làm đó, mình nói không, con vui là được rồi. Vậy thì thầy nói như vậy là để chi? Để mình biết rằng mình phải có lý tưởng là vì mình thương cha mẹ mình, có gốc rễ ông bà. Mình không phải là cái cây không có rễ, mà mình là cái cây có rễ. Cho nên mình phải thu nhập cái nước như thế nào để mình nuôi được cái rễ của mình, cái cây của mình. Pháp Hòa nhớ có một bài thơ, có thể sai một vài chữ trong đó, nhưng bài thơ là: con xa đất nước thời thơ ấu, nhưng mà sao giọng nói quê hương vẫn ngọt ngào. Hay không?
Mình xa cha mẹ, xa tổ quốc của mình từ khi mình còn rất nhỏ, nhưng mà cái giọng nói của mình vẫn là người Việt, vẫn ngọt ngào như vậy. Con xa đất nước thời thơ ấu, giọng nói quê hương vẫn ngọt ngào. Nề nếp quê nhà cha nắm giữ, hương sắc của quê nhà mẹ truyền trao. Mẹ truyền trao cho mình cái hương, cái sắc, đó là gì? Mẹ nấu ăn cho mình. Mình ở nước ngoài nhưng mình vẫn biết bún Huế là gì, bún riêu là gì, bún mắm là gì. Bún ba miền á. Bún riêu là miền Bắc, bún Huế là miền Trung, bún mắm là miền Tây. Phải không? Và giọng nói quê hương vẫn ngọt ngào, nhưng mà cái nề nếp, tức là cái cách chào hỏi, cách sống cha mình cho mình, nề nếp quê nhà cha nắm giữ, nhưng mà hương sắc quê nhà mẹ truyền trao. Mẹ cho mình món bánh, món cơm, món bún, dù ở nước ngoài nhưng cha mẹ vẫn cho mình đầy đủ từ cái văn hóa cho đến hương vị của Việt Nam. Cha mẹ có lý tưởng không? Không có lý tưởng sao cha mẹ làm được đó? Nhưng mà có những cái nó rất lý tưởng, nhưng không cần phải đặt cho nó cái tên. Nó sống vậy là tại lý tưởng nó là cái hơi thở, cái cách sống của mình. Cho nên nếu mình thấy rằng á, cha mẹ bên cạnh mình, có mặt với mình, thì mình sẽ có một lý tưởng. Thầy Pháp Hòa nói như vậy để các anh chị, các bạn biết rằng làm sao để mình có một lý tưởng, là mình biết rằng mình sống không phải cho mình không, mà có cả người thân của mình. Cũng giống như mình nấu một món ăn thì mình nhớ là không phải nấu cho mình ăn không. Ví dụ trưa hôm nay nè, nấu cho 200 bạn trẻ ăn, trong đó có những bạn rất Mỹ, có những bạn Việt Nam, thì nấu cái gì mà mọi người có thể ăn được. Còn nấu xong cả người lớn ăn thôi, mấy bạn không ăn được gì hết. Tại có những bạn mặc dù Việt Nam chứ đâu biết ăn những món ăn chay quá Việt Nam. Thì mình phải làm một món gì mà trung bình mọi người có thể ăn được hết. Thì mình sống cũng vậy, một mình thì sao cũng được. Nhưng khi mình bước ra mình nấu cho người khác ăn. Có bao giờ một mình làm biếng nấu không? Có không? Có. Nhưng mà nếu về nhà mình có 2-3 người thì chắc mình sẽ siêng mình nấu lên. Như vậy tự nhiên có thêm một cái người nào đó là động lực, giúp cho mình phải ngồi dậy nấu ăn, là tại vì không phải mình không. Mình thì khỏe rồi, chế gói mì cũng được. Mình hay nói vậy đó, tôi chiên cái trứng cũng được, chế gói mì cũng được, thậm chí tôi ăn miếng bánh mì cũng được. Nhưng mà giờ có bạn, tôi có anh, có chị sống chung, mà bữa nay tới phiên tôi nấu. Thì mình sẽ ngồi dậy mình nấu, cho mình sẽ nấu ăn, tại vì có người khác. Cho nên thí dụ như các thầy trẻ, đệ tử của Pháp Hòa đây, tử thầy đấy, các thầy đây là đi tu từ nhỏ. Thầy Huệ Tạng là tu từ 10 tuổi, thầy Chân Tạng 3 tuổi vô chùa rồi, thầy Đức Tạng tu 11 tuổi, thầy Tịnh Tạng tu hồi 12 tuổi. Nhưng mà chính các thầy đó là sức sống của thầy, các thầy đó là hạnh phúc của thầy. Thí dụ ngày mai ngày mốt này, hiện tại đây trong khóa tu này, thầy cũng phải chạy về Edmonton lên xuống, tại vì ở dưới đó có những đám tang, thì thầy phải take care hết đám tang ở dưới đó để các thầy ở trên này lo. Nhưng mà thầy tin, thầy biết rằng các thầy đang ở trên này lo khóa tu, cho nên thầy yên tâm thầy chạy về dưới. Và các thầy cũng yên tâm lo trên này là tại vì biết ở dưới đó có thầy lo, và mình nuôi dưỡng với nhau. Cho nên mẹ với ba làm cực khổ Việt Nam lắm, và tin rằng, biết rằng con mình đang ở nước ngoài, đang đi học. Vậy mình phải sống như thế nào để trọn được niềm tin cho cha mẹ, đặt cái niềm tin đó lên mình. Và mình phải thấy cái cực nhọc của cha mẹ để làm lý tưởng của mình, để mình sống, phấn đấu. Rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều gia đình đi qua đây theo nhiều cái diện khác nhau. Có nhiều người đi làm ăn, đi học, vân vân. Lúc này bị stress quá, tại giấy tờ problem nhiều quá. Lên chùa
Mà thầy cũng nói thôi cố gắng đi, so với những vị mà mới tới đây 40 năm trước thì các anh chị vui hơn nhiều, có cộng đồng người Việt nè, có chùa nè, có thức ăn Việt Nam nè, coi như chỉ chịu cực khổ một chút cái là giấy tờ vậy thôi, chứ ngày trước các thầy bị nhiều thứ. Ở đây có kỳ thị không? Có. Ở đâu cũng có kỳ thị hết, tại vì chỗ nào có con người là chỗ đó sẽ có tham, có sân, có si, là chắc chắn sẽ có những cái suy nghĩ khác đi. Chuyện bình thường. Cũng giống như nói Canada lạnh. Không, có những ngày Canada nóng, chứ bây giờ nóng chịu không nổi nữa nè. Phải không? Vì Canada không có nghĩa chỉ lạnh không. Canada cũng có nóng. Mà nếu nghĩ dĩ hơn là Canada rất đẹp, là tại vì Canada có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông. Mình phải suy nghĩ tích cực để cho mình những hình ảnh đẹp để mình đi tới. Đó là lý tưởng của mình. Vậy thì đơn giản thôi. Có thể mỗi ngày bạn nào chưa có khả năng suy nghĩ xa hơn, đặt cho mình một cái chương trình xong, phải không? Cuối cùng mình trở lại hiện tại. Lý tưởng của mình mỗi ngày là sống cho hạnh phúc, sống cho trọn vẹn. Các bạn đặng cho bạn, các bạn hãy tặng cho các bạn và đặt cho các bạn mỗi ngày một lý tưởng. Nếu các bạn chưa có khả năng đi tới một lý tưởng lớn, nhưng mà thật sự cho dù có lý tưởng lớn, các bạn cũng phải có lý tưởng mỗi ngày. Để làm gì? Để sống trọn vẹn. Và đồng thời các bạn phải thấy rằng cái tuổi trẻ của mình rất quan trọng. Tuổi trẻ mình mà đi qua rồi, mình không thể nào trở lại được. Cho nên nếu không học, mình sẽ mất cơ hội rất lớn. Các bạn biết rằng các bạn có cơ hội rất lớn. Đó, thứ nhất là còn trẻ nè. Thứ hai là cha mẹ có điều kiện gửi mình ra đây nè. Và mình đang được ở một môi trường sống rất tốt. Tại sao mình lại không dùng cái tuổi trẻ của mình một cách xứng đáng, uống đi. Cũng giống như mình có rau ngon nè, có đồ hũ nè, có gia vị nè, có nồi để nấu nè, mà không biết nấu gì hết, để cho nó hư, để cải trong tủ lạnh cho nó hư, để đậu hũ nó hư, cuối cùng đem ra mót ăn mấy đồ hư hết. Mà hồi nãy mình có thức ăn ngon không chịu ăn. Cho nên mình ráp lại cũng được, lý tưởng của tuổi trẻ cũng được, mình tách nó ra cũng được, là người có lý tưởng và thấy được tuổi trẻ của mình. Cách nào cũng được hết. Có nhiều khi cái khổ chính là cái tiêu điểm, chính là cái niềm phấn khởi để cho mình đi lên. Đưa một cái ví dụ. Ở đây ai thuộc lịch sử của Đức Phật Thích Ca, chắc chắn mình biết rằng Đức Phật của mình trước khi làm Phật là một vị thái tử, đúng không? Ngài là một thái tử, Ngài là người sống sung sướng, nhưng Ngài lại không hưởng cái sung sướng đó. Ngài đi tìm một con đường cho riêng mình. Tại vì sau khi Ngài thấy cái gì? Già, bệnh, chết. Ngài thấy cái khổ của thế gian, của kiếp người. Đó là con người phải chịu cái già, con người phải chịu cái bệnh, và con người phải chịu cái chết. Mà khi mà đi đến cái cửa thành thứ tư á, thì thái tử thấy một vị đi xuất gia. Thì hai cái hình ảnh, một bên này là già bệnh chết, và bên hình ảnh bên này là một con người sống thảnh thơi, nhẹ nhàng, vẫn trong cái cõi già bệnh chết. Như vậy thì trong cái già bệnh chết này có một cái không già, không bệnh, không chết, đó là cái tâm an lạc, cái sự bình an của nội tâm. Mà khi mình có bình an của tâm á, thì mình nhìn các cái cảnh khổ kia, of course nó là như vậy thôi. Mình đâu có cái thể nào mình làm hơn được. Cũng giống như đấy, sống là phải có già. Người không hiểu thì người ta buồn lắm, trời ơi tôi già rồi. Còn người hiểu rồi, chuyện đương nhiên thôi. Mỗi lần mà Pháp Hòa đi funeral, đi đám tang á, thì thường thường trong đám tang người ta có hai cái generation, hai cái thế hệ. Thì Pháp Hòa mới hay nhắc các bạn trẻ đó, các bạn biết rằng á, cái người mất đây là ông nội của các bạn.
Và các bạn nhìn lại, các bạn thấy các bạn đã lớn rồi. Khi mình lớn nghĩa là cha mình già, mẹ mình già, đúng không? Nhiều khi mình quên đó. Mình chỉ muốn mình lớn thôi mà mình quên một điều rằng cha mẹ mình cũng già theo cái lớn của mình. Mình thêm một tuổi thì cha mình cũng thêm một tuổi. Vậy thì mình đã 50 tuổi nghĩa là cha mình cũng đã 70-80 tuổi. Mình 30 tuổi thì mẹ mình cũng đã phải 50 tuổi hoặc hơn. Thì cái ngày mà con càng lớn thì cái ngày mình xa cha mẹ nó gần cái bờ. Nói như vậy không có phải là để cho mình tiêu cực, là để mình trân quý từng ngày từng giờ khi mình có mặt cho cha mẹ. Thì đức cái trọng mình, khi mình hiểu được rằng người sống phải có già có bệnh, thì cái tâm mình nhận được nó và mình không có khổ đau, mình biết nó như vậy, cho nên mình sống rất trọn vẹn trong từng ngày mình có. Vậy thì cái hình ảnh của người đi xuất, cái người vị đi tu mà Thái tử Thất Đạt Đa thấy đó, là một cái hình ảnh đối lại. Đây là khổ, đây là không có khổ. Không có nghĩa là ông thầy này ông không già, không bệnh, không chết. Ông vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, nhưng ông không có khổ như thế gian của mình khổ. Bây giờ mình đưa ví dụ vậy nè. Một người hiểu và một người không hiểu, hai cái nó khác nhau không? Khác lắm. Mình mà không hiểu người kia rồi mình lam sùm lên, mà tại sao cái người kia tỉnh nhẹ nhàng vậy? Tại người kia hiểu. Vậy thì khổ trong cuộc đời này là gì? Chẳng qua là người hiểu và người không hiểu thôi. Chứ cuộc đời này không có gì gọi là sai hết á. Mình hiểu nó đúng cái là nó không có sai. Mình thì dù cái đó nó đúng mà mình hiểu nó sai, nó vẫn là sai. Thí dụ như bây giờ mình đi tới đây mình tu, mà người nào mà không thích thì nó mình làm sai. Có tiền cũng đi enjoy, tự nhiên vô đây để mà ngồi nghe giảng, để đi ăn chay, rồi để bị mấy ông thầy bắt ngồi thiền, ăn cơm không được nói chuyện. Nhưng mà người ta đâu biết rằng sau những ngày này con người mình sẽ khác đi. Bây giờ mình ăn cơm mình biết enjoy hơn. Hồi xưa mình ăn mình nói chuyện, mình ăn mình coi Facebook, mình Instagram, mình chụp hình, mình lúng tung hết, mình không có enjoy được gì hết á. Bây giờ mình cất hết mấy cái đó để mình thật sự có mặt trong món ăn. Vậy thì 4 ngày này mình sống, mình làm gì đây? Có mặt trọn vẹn cho mỗi việc mình làm. Nhớ cái đó thôi. Khi tôi đang đi, tôi có mặt trọn vẹn cho cái đi của tôi. Nếu 4 ngày này mà bạn nào phát được một cái lý tưởng lớn, con sẽ không dùng điện thoại, hay là con sẽ bớt dùng điện thoại, con cất cái điện thoại đi để con tận hưởng thiên nhiên trời đất, mà đi về phố rồi là con không có nữa. Các bạn có thấy có nhiều người muốn hưởng thiên nhiên phải bỏ tiền đi camping không? Phải mướn chỗ rồi phải bút chỗ rồi quá chừng luôn. Con vô đây mình không có gì, khỏi lo gì hết. Chỗ ngủ tới là có người trải giường trải gối cho mình ngủ rồi nè, thấy chưa? Rồi ăn cái có người lo cho mình ăn nè, rồi có người cho mình đạo lý nè, mọi việc có người take care. Đây là một cái luxurious camping đó, một cuộc đi cắm trại rất là sao sang trọng cao cấp. Tại sao mình không hưởng? Nó uổng đi. Đó, mình phí một ngày. Nên hôm nay 10 tây nè mà mình không biết sống là phí một ngày. Tuổi trẻ của ngày này mất rồi đó. Rồi ngày mai nói, ngày mai 11 tây không sao, mình còn 3 ngày. Rồi ngày mai mình tiếp tục, mình waste nó nữa. Tại vì mình đã sống bằng cái habit, cái thói quen. Cho nên mình phải có thời gian suy nghĩ lại. Muốn như vậy đó, các bạn cứ làm một cái list đi. Mấy ngày nay hiện tại cuộc sống mình mỗi ngày mình làm gì? Và mình đã coi phim, coi tivi có, nhưng mình nhìn coi mình để thời giờ cho cái nào nhiều. Ai mà không có entertainment, nhưng mà mình đã không biết sử dụng, mình đã entertainment nhiều quá, nhiều thời gian quá hơn là học, thì mình đã phí thời gian của mình, tuổi trẻ của mình.
Người 70 tuổi biết sống dễ thương vẫn trẻ. Trẻ không có nghĩa để chỉ cho những người tuổi trẻ không mà tâm hồn còn trẻ, tâm hồn còn biết sống, mãi mãi trẻ. Có những hòa thượng năm nay 70-80 tuổi mà tâm hồn sống vui của các ngài rất lớn, cho nên lúc nào các ngài cũng cười nói vui vẻ. Người trẻ nhìn cũng thích, người lớn tuổi nhìn cũng thích, vì hòa thượng đó rất trẻ trung, mặc dù tuổi tác có lớn nhưng tâm hồn không có già. Tại sao không có già? Tại tâm hồn là cái không có tướng, phải không? Cái đó là cái formless, cho nên nó always young, lúc nào cũng trẻ. Còn cái này có tướng, cái thân xác mình nó có cái form, nó có cái tướng, cho nên nó phải thay đổi, già cõi theo ngày tháng. Chứ có những người, người ta có tuổi, có lý tưởng sống. Cho nên các bạn đã qua tới đây là có một lý tưởng lớn rồi đó. Và mình được sống, mình sinh ra ở nước ngoài, ở Canada, đối với các bạn trẻ mà sinh ra nước Mỹ, ở Canada. Và các bạn may mắn hơn các bạn Việt Nam mình một bước là không cần phải lo giấy tờ để đi sang đây du học. Mà mình lớn lên là mình đã có mặt ở đây rồi. Là mình đã save được một cái first step, một cái bước đầu. Thành thử ra mình phải biết rằng mình có rất nhiều cái hạnh phúc. Đừng có sống tiêu cực. Như hồi nãy mình nói, một mình đó, cái mình lười lắm, nhưng mình vì người khác mình sẽ ngồi dậy. Mỗi người mình á, ví dụ như có nhiều bạn trẻ đi đến đây dự khóa tu, không phải tự đi mà cha mẹ phải dẫn đi. Tại sao cha mẹ dẫn đi? Tại vì cha mẹ rất thương con và muốn tìm cho con một cái hướng đi tốt. Đó là lý tưởng của cha mẹ, là muốn đưa con mình tới một cái phương trời cao đẹp, một cái cách sống cao đẹp. Cho nên các bạn á, mấy ngày nay nè, mình sáng mình nhìn á, trân quý sự có mặt của nhau và thấy bạn này cũng có lý tưởng sống, mình cũng có lý tưởng sống, cho nên ráng á, làm vui với nhau mà không làm tổn thương nhau. Ví dụ đi vào trong chỗ ngủ, nhớ đi ngủ đúng giờ. Mình nói chuyện mình làm ồn, bạn kia ngủ không được, ngày mai bạn đó sẽ không có đủ sức để theo dõi chương trình. Và chính mình cũng như vậy luôn. Rốt cuộc các mình đến với nhau rồi mình ngủ không được, tự mình hại mình rồi, rồi mình cũng làm ảnh hưởng đến người khác luôn. Đấy, một cái ví dụ như thế. Cho nên mình đặt cho mình một cái lý tưởng là tối 10 giờ đi ngủ. Cái mình đi ngủ 10 giờ hoặc 11 giờ mình đi ngủ, sáng ngày mai 6 giờ mình dậy á, cái mình thấy trời sao hôm nay mình đủ năng lượng dữ vậy. Mình biết rằng tại mình đi vô một cái khuôn, mình đi vào một cái khuôn là 11 giờ phải đi ngủ. Cho nên nhờ vậy, ở nhà mình không có khuôn, mình muốn ngủ giờ nào mình ngủ, cho nên không ngày nào mình thức nổi hết trơn á. Và ngày nào mình dậy mình cũng mỏi mệt hết. Mà sao hôm nay mình ở chùa mình khỏe như vậy. Mình phát hiện ra là mình đi ngủ sớm hơn và mình được có thời gian ngủ nhiều hơn. Như vậy sống có nề nếp, có ngăn nắp, có chương trình, lúc nào nó cũng tốt hơn là người sống không chương trình. Tự nhiên nó cho mình một bài học, sống có chương trình là vẫn tốt hơn. Cho nên mình đến đâu một cái tập thể, ta phải có một cái schedule, phải không? Chính mình phải set up cho mình một cái schedule, một cái chương trình. Hồi Pháp Hòa 14 tuổi bắt đầu vô chùa tập sự làm người đi tu. Lúc đó có một mình thôi, không có ai học tu chung hết. Nhưng mà mỗi mùa hè, mỗi mùa đi học á, mình tự làm cho mình một chương trình phù hợp với đi học. Nhưng khi 2 tháng hè ở chùa thì mình tự lập cho mình một chương trình cho nó phù hợp với cái mùa hè của mình. Sáng mấy giờ phải dậy, mấy giờ đi tụng kinh, mấy giờ phải học pháp. Cho nên nguyên một ngày đó, nguyên một cái mùa hè đó, mình giống như đang ở trong trường vậy đó. Tự mình viết cho mình một chương trình. Chứ ai dạy mình đâu, không có ai dạy hết. Không có người nhắc nhở mình, không có bạn bè gì tu chung hết. Nhưng mà mình có một lý tưởng. Mình không để cuộc sống của mình nó buông trôi.
Mình không để cho cái ngày của mình nó đi qua một cách uổng đi. Có nhiều khi tuổi trẻ làm rất giỏi mà tới già cái bắt đầu mình sống lung tung. Không? Còn ngược lại, nếu hồi trẻ mình sống lung tung thì đã đến lúc mình phải ngăn nắp trở lại. Cho nên mình muốn dạy, nếu ai ở đây có con á, muốn dạy con mình ngăn nắp, chính mình phải ngăn nắp trước. Mình phải có chương trình trước thì mình mới dạy con mình có một chương trình sống được. Các bạn chọn cái gì cũng được. Tối hôm qua có một em, nó đến nó tham vấn với mình. Thì bạn này đang thắc mắc, đang lo lắng là không biết là nên chọn cái gì. Bây giờ đã được một cái bằng cấp rồi, nhưng mà cảm thấy chưa thoải mái, và thấy rằng mình có khả năng đi học nữa, mà nếu đi học nữa thì sẽ tốn tiền rất là nhiều, cho nên băn khoăn nhiều thứ lắm. Và lên nói chuyện với thầy thì Pháp Hòa có khuyến khích, nếu có khả năng thì cứ học tiếp. Nhưng mình nhớ rằng trong cuộc đời này á, bất cứ một con đường nào mình đi á, nó đều có cái giá phải trả. Thí dụ như mình đi một con đường nhỏ thì nó phải hẹp thôi, thì phải đi chậm chút. Nhưng nếu mình muốn đi ra freeway thì đi nhanh. Nhưng mà hễ mà freeway mà đi nhanh thì ai cũng được nghĩ giống như mình, thì trên freeway rất nhiều cái gì? Rất nhiều xe và rất nguy hiểm. Ra freeway thì phải nhiều xe, đi đường local thì ít xe, nhưng mà đi chậm, nhiều đèn xanh đèn đỏ, nhiều traffic lights. Vậy thì con đường nào nó cũng sẽ có cái challenge, cái thử thách. Chỉ cái quan trọng là mình thấy rằng mình có khả năng và xứng đáng chơi cái nào. Chỉ cần một việc thôi, chỉ cần một việc thôi. Các bạn chọn cái gì mà có chánh niệm, không tổn hại mình, không tổn hại người là được rồi. Mình làm việc gì cũng vậy, nhớ là đừng làm hại mình và cũng đừng hại người. Việc làm đó mới trọn vẹn, đẹp, ý nghĩa. Phật giáo dạy mình ba thứ: niệm, định, tuệ. Mindfulness, concentration and insight, wisdom. Anything you do, you must have enough mindfulness to reflect on. Is that bring benefit only you or others? Cái chánh niệm nó giúp cho mình thấy xa, thấy gần, thấy một, thấy hai và thấy nhiều. Ví dụ như bây giờ mình leo lên xe, mình đạp một chiếc xe đạp, mình chở một người bạn. Nhưng mình quên là cái em nhỏ này, nó nhỏ quá, nó không có ngồi vậy được, nó té. Cứ vui, nhiều khi mình vui quá, mình cứ chất lên đại mà mình không biết rằng ai có thể chịu đựng được. Cho nên có niệm, có chánh niệm thì mình sẽ thấy rõ. Và từ chánh niệm sẽ giúp cho mình có được cái lực của cái định, tức là cái sự nhẹ nhàng và cái tuệ. Cho nên Đức Phật Thích Ca của mình á, trước khi Ngài đi tu, Ngài là một thái tử, và cái lý tưởng để cho Ngài chọn con đường đi tu và vượt qua tất cả mọi khó khăn là tại vì Ngài thấy được cái khổ của già, của bệnh, của chết. Và Ngài muốn đi tìm chân lý để làm sao con người sống bình an trước cái khổ của già, của bệnh, của chết. Chứ không phải là tu rồi hết già, không bệnh, không chết, không phải. Nhưng mà con người không hiểu thì sẽ khổ với già, với bệnh, với chết. Còn người hiểu rồi thì không khổ. Trong Phật giáo Đại Thừa có một bộ kinh tên là Kinh Hoa Nghiêm. Thì cái bộ kinh này á, cái phần cuối của kinh này có kể một câu chuyện là có một người thanh niên trẻ tên là Thiện Tài. Và người thanh niên này có lý tưởng sống và rất ham học, cho nên đã đi qua 53 chỗ để học hỏi với 53 người thầy khác nhau. Trong kinh gọi là các vị thiện tri thức. 53 người. Học xong với vị này nói thôi, ông học xong với tôi rồi,
ông đi qua ông học với cái vị kia đi, và người này giới thiệu người này, người kia giới thiệu người kia, mà trải qua 53 người như vậy, mà người đó chỉ là một thanh niên thôi. Như vậy thì trong kinh nó đưa ra hình ảnh của ai? Hình ảnh của chúng ta ngày nay. Các bạn đã đổ đường xa đến đây để đi tìm học. Các bạn đang là thiện tài đồng tử đó. Và trong này tất cả các bạn ngồi chung với mình, học chung với mình cũng có thể là thiện tri thức của mình, có thể giúp đỡ mình được rất nhiều. Nhiều khi mình chơi với một bạn ngủ kế bên mình, mình làm quen xong, mình nói chuyện xong, bây giờ mình biết bạn này đã trải qua những cái kinh nghiệm đó, mình học hỏi. Mình đến đây không phải mình học thầy không, mà bạn của mình, ai đó trong cái nhóm này nè, có thể sẽ là những người thầy của mình. Ở một cái phương diện nào mà mình đang gặp khó khăn, người đó sẽ giúp cho mình vượt được. Nếu mình đủ duyên, mình sẽ gặp người đó. Và nếu mình với cái lòng ham thích, mình sẽ tìm, mình sẽ học được, hỏi được với người đó. Cho nên trong gia đình Phật tử, ở trong gia đình Phật tử có 5 cái điều mà người thanh niên phải đặt ra để cho mình một lý tưởng. Trong đó có một cái là Phật tử mở rộng lòng thương và tôn trọng sự sống. Đó là lý tưởng của mình. Mình có lòng thương thì mình sẽ tôn trọng sự sống của người khác, cho nên không bao giờ dám làm tổn hại ai. Vậy thì trong lý tưởng này có từ bi, có tình thương. Các bạn nhớ, lý tưởng của mình phải có tình thương, phải có trí tuệ. Nếu không thì mình sẽ đi tới cái sự gian ác vì không có từ bi. Thí dụ mình nói tôi muốn làm giàu, đó cũng lý tưởng đó. Nhưng mà làm giàu mà không có cái đạo đức thì sao? Bất chấp, giết người cũng được, hại người cũng được, buôn bán những cái điều bất hợp pháp để làm sao có tiền là được rồi, cũng không nên. Như vậy lý tưởng kiếm tiền này không chân chánh. Và trong Phật giáo gọi là không có chánh mạng, tức là không có nuôi thân mạng mình một cách chân chánh. Thì các bạn nhớ là lý tưởng nào cũng được hết, nhưng mà trong lý tưởng đó phải có tình thương, phải có trí tuệ. Vì tình thương cho nên không tổn hại mình và không tổn hại người. Và vì có trí tuệ cho nên sẽ không đến nỗi mình làm những điều phi phạm, tổn hại người khác. Tại vì nếu mình không có lý tưởng thì mình đi không biết đường. Mà đi mà không biết đường mình đi thì đi đâu? Cho nên nói xách xe đi, tại vì tôi phải đi. Tại vì tôi nghe thầy nói rồi, tôi phải đi. Không biết đi đâu hết thì mất thời gian, tốn xăng mà không đi tới đâu hết. Sống là phải đi, nhưng đi đâu mình phải biết. Và đi con đường đó đi tới đâu, để đưa mình làm gì. Pháp Hòa hay nhắc các bạn lái xe, các bạn trẻ lái xe, các bạn nhớ rằng khi các bạn chở xe ai đi đâu đó thì đừng nghĩ rằng chỉ có một mình trên xe. Phía sau mình còn trách nhiệm cả 4-5 mạng người nữa, chứ phải lái cho cẩn thận. Thì khi mình thấy được cái trách nhiệm của mình, những người phía sau, thì mình không có dám lái ẩu. Còn nếu một mình thì mình phải biết rằng mình còn rất nhiều trách nhiệm với con mình ở nhà, với vợ, với chồng, với anh em, với cha mẹ. Thì dù một mình cũng không lái ẩu. Tại vì lúc nào trong tâm mình cũng có lý tưởng và có mục tiêu, có người để mình thương, để mình phải chăm sóc. Và vì những người đó mình phải cố gắng. Trong kinh Pháp Cú có câu như thế này: nay vui đời sống tốt đời đẹp đạo, làm lợi ích cho mình và người. Nay vui đời sao vui. Mình sống như thế nào mà tốt cho đời, đẹp cho đạo. Đẹp đạo là gì? Đạo đức. Sống đẹp cho cái đạo đức của mình. Và vì mình lấy cái đạo đức của mình sống, cho nên mọi người xung quanh mình rất đẹp. Và người sống được như vậy thì lợi ích cho người, lợi ích cho mình, thì người đó nhất định hiện đời này sẽ vui vẻ và đời sau cũng được vui vẻ. Tức là present and future. Người đó vui bây giờ và vui ở mai sau. Có một lý tưởng chung nữa, nó là gì? Không làm việc ác, ráng làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Người nào mà có được lý tưởng đó đặt trong cái cuộc sống của mình, bất cứ việc gì mình làm đều lấy ba cái câu này làm cái thước đo
Không làm việc ác, việc này có ác không? Mình làm việc này có lành có thiện không? Không làm mọi việc ác, nên làm mọi việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Thí dụ mình lấy đồ của người bạn đó thì mình biết rằng lấy bằng cái tâm trong sạch không? Hay thậm chí mình giúp đỡ người ta mà mình có giúp bằng tâm trong sạch không? Hay là mình giúp bằng cái mưu mô của mình? Thì lâu ngày mình thành một thói quen. Tại mình gạt được một người rồi mình thấy thành công quá, mình đi gạt người thứ hai, và cuối cùng mình trở thành một người sao sống chỉ lường gạt người khác mà không bao giờ sống lành thiện được. Thì cái nào cũng là sống thôi, như một người sống rất đẹp và một người sống lúc nào suy nghĩ cũng xấu dở. Gia đình Phật tử có một cái lý tưởng đó là gì? Trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. Đó, lý tưởng của một người trẻ ở Việt Nam Phật tử. Luôn luôn mở mang tìm cầu sự học hỏi. Đó là trao dồi trí tuệ. Và tôn trọng sự thật. Đó là mình be honest. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Trong sạch từ thể chất đến tinh thần, nghĩa là từ đời sống của mình đến cái tinh thần của mình, từ lời nói của mình đến việc làm của mình. Đó là lý tưởng đẹp của một người trẻ. Tại vì nếu một người trẻ mà có được cái lý tưởng như vậy là bảo đảm người này sống đẹp từ trẻ cho tới già. Và từ khi sống cho tới chết, họ lúc nào họ cũng sống được như vậy. Và các bạn thấy người sống dễ thương thì lúc nào cũng có bạn hết đó. Cho nên khi nào mình không có ai thương mình, không có bạn bè gì, khoan trách người khác, mà chúng ta phải nhìn lại cách sống của mình. Tại sao chúng ta sống như thế nào mà chúng ta không có người nào thích, không có bạn. Sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Hỷ xả cũng là một đức tánh tốt. Hỷ xả là gì? Non-attachment, letting go. Cái gì nó đến với mình biết rằng it's only temporary. Không có cái gì tồn tại đó. Ở đây có ai chơi tuyết chưa? Mỗi lần mà tuyết nó rơi, mình lấy tay của mình đưa ra, thì cái gì nó sẽ tan trên tay mình? Tuyết. Tại sao nó tan? Khi tại sao nó vừa rơi trong tay mình nó lại tan? Tại vì tay mình sao? Tay mình ấm. Tay mình ấm cho nên tuyết lạnh nó vẫn tan. Cũng như thế, một người có trái tim nồng ấm, một người sống hạnh phúc, sống bình an, người kia có lạnh cỡ nào như tuyết cũng sẽ tan trong cái bàn tay ấm của mình. Rất đơn giản. Khi một ngày nào đó mà trời lạnh đó, các bạn đắp mền đó, thì các bạn nói ô đắp cái mền này ấm. Vậy tại cái mền nó ấm hay tại gì? Cái mền nó chỉ có công năng giữ nhiệt, giữ ấm từ người mà nó tỏa ra. Cái nhiệt trong người mà nó tỏa ra, và nhờ cái mền nó giữ lại, cho nên mình cảm thấy ấm, đúng không? Chứ bản chất cái mền nó đâu có ấm lạnh gì đâu. Cái mền nó là một cái vật dụng để nó giữ cái ấm, cái mình nhả cái nhiệt ra rồi nó giữ lại cái mình cảm thấy ấm. Như vậy người xung quanh mình là mền đó, biểu tượng cho một cái mền đó. Họ có ấm với mình hay không là nhiệt từ tỏa ra. Mình tỏa ra cái nhiệt ấm thì cái nhiệt đó sẽ giữ lại với mình. Hiểu câu chuyện không? Người khác giống như cái người khác, nó không tự động, họ không đến với mình được. Cái mền bản chất nó không có ấm lạnh gì đó. Nhưng mà nếu nó có độ dày thì nó giữ nhiệt kỹ hơn thì mình sẽ ấm hơn. Cho nên mình nói cái mền này ấm lắm nè, cái mền này đắp lạnh lắm. Nhưng thật sự mền nó có lạnh có nóng gì đâu. Nhiệt trong người mình tỏa ra, và với cái dày thì nó giữ lại lâu, và mình cảm thấy ấm hơn. Cho nên đối với tất cả những người đến với mình, dù họ không dễ thương, nhưng mình tỏa ra cái nhiệt dễ thương thì chắc chắn mình sẽ tỏa nhiệt với họ. Đó là cái cách mà mình làm sao cảm hóa người không dễ thương, người ghét mình. Và đó là lý tưởng chúng ta sống như thế nào để luôn luôn nuôi dưỡng
hai chất liệu trong mình, đó là từ bi và trí tuệ, thương yêu và hiểu biết. Một lý tưởng của một người sống phải có hai chất liệu thương yêu hiểu biết. Thì ở ngoài đời, ở việc làm, ở chỗ học, ở đâu mình cũng không đến nỗi đâu. Tại vì mình có được hai cái chất đó. Mà trong đạo Phật á, thương á, là cái chuông, mà hiểu là cái trống. Cho nên trong chánh điện của chùa để cái chuông với cái trống. Cái chuông là tình thương, cái trống là trí tuệ. Và đó là lý tưởng của chúng ta. Chúng ta làm gì chúng ta nhớ phải có từ bi, tình thương, phải có hiểu biết. Người có được hai chất liệu này thì tự nhiên cuộc sống nó không đến nỗi. Có ai mà đi ăn một món để hại mình không? Ăn gì cũng phải thương mình mới có lựa ngon ăn chứ. Như vậy khi chúng ta gấp thức ăn, chúng ta ăn thôi là chúng ta đã thể hiện tình thương cho mình. Qua cái gì? Qua cái chọn món ăn. Mà chọn là trí. Ăn để mình khỏe là thương đó. Nội cái ăn thôi mình đã thương mình rồi. Vậy thì bữa ăn có lý tưởng không? Cho nên người ta nói trời bữa ăn này lý tưởng lắm nha. Mà lý tưởng của ta là gì? Là chất lượng, ngon, thơm, đủ thứ hết, sang trọng. Thì bữa ăn nào mà trọn vẹn, ta nói trời bữa ăn này lý tưởng lắm nha. Ngày hôm nay nè, trời nóng, trời đẹp nè, mọi người vui vẻ, nói trời ngày hôm nay lý tưởng lắm nha. Tiếng Việt nè, mình cái gì mà số 1, số dách, thích là ngày hôm nay lý tưởng lắm. Nghĩa là ngày hôm nay rất trọn vẹn. Thì hôm nay là buổi đầu của buổi sinh hoạt. Pháp Hòa có mặt với các anh chị, các bạn để nói một chút về cái tiêu đề của khóa tu của chúng ta. Ngồi đây ai cũng còn trẻ hết, không ai già hết. Dù người 70 tuổi vẫn trẻ. Tại vì sao? Còn tâm hồn thích chơi với người trẻ là vẫn trẻ. Và các bạn nhớ rằng mỗi một năm một ngày mình đi qua thì mình đi tới cái tuổi khác rồi. Sức khỏe mình đã đi tới một cái chỗ khác rồi. Cho nên mình không có phung phí. Và đồng thời mỗi ngày chúng ta ai ai cũng đều có một mục tiêu để sống. Lý tưởng chính là mục tiêu chúng ta nhé. Cái mục đích của mình ngày hôm nay để làm gì? Thí dụ các bạn đã có một cái mục đích đến đây, là mục tiêu, là lý tưởng của các bạn đó, thì các bạn hãy nên tu tập, sống và cống hiến như thế nào để mình rời khỏi chỗ này, mình thấy rằng thời gian mình tới đây mình có học và có cống hiến. Tối hôm qua khi Pháp Hòa từ ở Edmonton về đến Tây Thiên đó, thì thấy có một bạn ở Florida. Một mình bạn thôi mà ở trong bếp giúp các cô chú rất nhiều. Thì Pháp Hòa mới tới làm quen. Thì bạn đó nói là con ở Florida qua và tới dự khóa tu, nhưng mà thấy đây bận quá cho nên con giúp. Thì các bạn đó, bạn đó mục đích đến đây là học, nhưng mà cuối cùng là có những giây phút bạn đó lại cống hiến. Cho nên các bạn ngồi đây, các con ngồi đây, đừng nghĩ mình không cống hiến được gì hết. Trước hết là mình đã cống hiến sự có mặt của mình cho khóa tu. Mình đã cống hiến niềm vui cho cha mẹ, là mình cha mẹ muốn mình đến đây và rất hạnh phúc khi mình đến đây mà mình đến đây. Rồi có các bạn tự ý chọn cho mình hè này mình về đây. Thì như vậy mỗi người các bạn đều có một cái lý do đến đây hết. Và có sự khuyến khích đến đây hết. Thì hãy đến một cách trọn vẹn. Có mặt trọn vẹn và có mặt và sự cống hiến. Đi ngang đường thấy miếng rác, lụm miếng rác lên. Ăn cơm xong không để chén dĩa đó, người ta đã rửa hết rồi, mình ăn sao hay mình ăn thêm thì nên tự động mình rửa dọn chén đó lên. Nghĩa là cố gắng không làm cái gì nó tệ hơn đó. Cái gì mà trước mắt mình dọn được rồi là một rồi, và giữ sạch là hai rồi. Thấy không? Mà lượm được rác nữa là quá đẹp, quá dễ thương không? Chứ không nỡ nào để làm cho cái nơi chốn mình ở nó tệ hơn. Mặc dù ôi tôi ở đây 4 ngày tôi đi về rồi, ai làm gì làm. Mình suy nghĩ như vậy rất dở. Đừng suy nghĩ như vậy. Thậm chí các bạn đi tới những chỗ công cộng như là McDonald's, tiệm cà phê, Starbucks hay là phi trường,
Các bạn vô trong washroom, các bạn làm dơ giấy và các bạn nghĩ rằng ok nó đi, có người lo. Ví dụ vậy đó. Mình nghĩ được một chuyện nhỏ như vậy là suốt cuộc đời này chuyện gì mình cũng sẽ có cái cách đó mình suy nghĩ hết. Và cuối cùng mình là trở thành một người sống rất bừa bãi và sống không bao giờ biết nghĩ tới người khác. Tự nhiên mình đã biến mình thành một cái mất dễ thương từ những bài học ở đâu người ta giảng. Đâu có ai dạy mình vậy đó, tự mình tạo ra một lesson. Kệ đi, có người lo mình lo gì. Cha mẹ mình đâu nói với mình câu đó, không thầy cô nào dạy mình câu đó cả. Và tự mình đã tạo cho mình một bài học đó, và mình đã sống với bài học đó từ khi mình còn nhỏ cho tới lớn. Thay vì mình thấy chỗ đó dơ, mình giúp mình chùi đi, mình rửa đi, mình lượm rác lên đi. Xin thưa, mỗi lần Pháp Hòa đi vô mấy cái public washroom, có nhiều người người ta bừa bãi lắm. Thậm chí người ta đi vệ sinh người ta không giỏi luôn, rồi người ta làm dơ ở dưới, mình vô mình đâu có chịu được. Là trước khi đó là mình phải vô mình lau, mình lấy giấy, mình để chân của mình lên, mình chùi rửa. Thật ra mình làm, mình đâu có lấy công gì với cái người clean trong đó đâu. Nhưng mà chính cái bài học đó đã giúp cho mình sống. Một là mình phải làm sạch. Mình không có khả năng dọn dẹp thì đừng làm dơ, đã quý rồi. Mà lỡ mình thấy cái dơ mình làm được nữa thì mình lại dễ thương hơn, đẹp hơn. Cũng giống như là mình đã có một cái áo mình mặc rồi, mà giờ ai tặng cho mình thêm sợi dây chuyền nữa thì mình sẽ complete hơn. Mình có mái tóc đẹp rồi mà ai cho mình thêm hai cái kẹp nữa mình sẽ đẹp hơn. Thí dụ vậy đó. Thì mình luôn luôn suy nghĩ như vậy và sống như vậy. Mình trang điểm mình. Mà trong nhà Phật có một câu rất hay là hãy lấy giới làm thường trì định phục dĩ tư thân. Tức là hãy lấy thường lấy cái định không để mà làm đẹp mình. Thì cái hoa đẹp đó nó biến khắp hết. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, cái hoa giác ngộ đó nó biến khắp nơi hết. Và lúc đó mình sẽ tùy sở trụ xứ thường an lạc, nghĩa là bất cứ mình sống ở đâu mình cũng đều có bình an, hạnh phúc hết. Tại vì mình biết cách sống. Đừng có nghĩ là cái đó chuyện của người ta. Miếng rác mà ở ngoài đường mà chuyện của ai, đó là chuyện của chúng. Tại vì đây là cái pollution. Cứ như vậy mà sống, tự nhiên mình sẽ có từ một lý tưởng rất nhỏ, nó đưa mình đến một cái lý tưởng rất đẹp. Lượm một miếng rác, sắp lại một đôi giày, máng lên giùm người ta một cái áo lạnh, người ta làm rớt mình máng lên. Tất cả những việc nhỏ đó chính là cái hạt kim cương nó gắn lên chiếc áo của mình. Không cần ai biết, nhưng mà nó sẽ đẹp lung linh nhờ mình biết nhặt từng cái hạt kim cương gắn lên chiếc áo mình. Chúc các bạn có được 4 ngày ở đây thật là vui vẻ, hạnh phúc, chơi với nhau hết lòng bằng cái thân tình. Hãy cất bớt phone, hãy có thời gian nhìn nhau, hãy có thời gian nói chuyện với nhau, làm quen với nhau, hỏi thăm nhau. Gặp nhau nên hỏi thăm nhau và đừng như người dân nước lạ. Và nhất là các bạn nào lần đầu tiên tới bỡ ngỡ lắm, chưa biết gì hết đó. Mình là những người đã tới đây được một lần, hai lần, và thậm chí mình cũng lần đầu với bạn đó. Nhưng mình dễ làm bạn hơn. Hãy đến với người đó. Hãy đến với người đó. Nếu mình là người rất dễ làm bạn, có khả năng làm bạn, thì đến với các vị đó. Lúc nào thầy cũng khuyến khích như vậy. Đi đâu vòng vòng mà thầy thấy bạn nào mà đang lẻ loi một mình, là thầy hay quắt một bạn nào khác tới, chỉ bạn nó đang một mình kìa, con tới con nói chuyện với bạn đó đi. Mà thầy thấy người nào mà đã từng đi khóa tu ở đây, thầy còn dặn nó tới làm quen, đem bạn nó vô đi. Mình cứ như vậy mình sống đi, tự nhiên mình thấy cuộc sống này mình là một vị hộ pháp, một người thuyết pháp. Không phải ngồi đây mới thuyết pháp đâu. Ngồi ngoài gốc cây chơi với một người bạn, an ủi một người bạn cũng là thuyết pháp. Nếu mà một khóa tu này mà các bạn đi về mà các bạn có thêm một người bạn, hai người bạn trong phone mình, và sau này trao đổi với nhau, khuyến tấn với nhau, là mình biết mình ok lắm rồi đó.
Cho nên đừng có xài phone nhiều quá trong 4 ngày này nữa, hãy cất nó bớt đi. Và hãy để cho mình sống với thiên nhiên, có khả năng, có cơ hội tiếp xúc. Đây là những người bạn lành, đây là những người bạn lành. Và những người bạn lành này mình không làm quen thì uổng lắm. Cho đi tu tập là để quen thêm bạn lành, kết giao thêm bạn lành. Và chính những người bạn lành này sẽ cho mình rất nhiều học hỏi và khuyến tấn mình đi lên.